Sam, Sam, đây đây, đừng có hét nữa, chuyện gì thế? Thú nhận đi, cậu ăn hết bánh quy của tớ đúng không? Chưa, cậu biết tớ không thích phô mai mà, tớ không có đụng vào bánh quy giòn của cậu. Oops. Cái oops tớ nghĩ là sao hả Sammy? Tớ nghĩ, ý là tớ đoán mò thôi nha, hình như là tớ không đóng lồng của khoai tây lại sau khi chơi đùa. Sam, khoai tây mất tích rồi. Ôi trời mẹ ơi, chúng mình nên làm gì đây, lỡ bạn ấy đói thì sao giờ? Nhìn đống vụn bánh này đi, cậu ấy không hề đói bụng đâu. Tớ có ý này, chúng mình làm một cái bẫy chuột đi. Bẫy chuột an toàn chứ hả? Bạn ấy sẽ không bị thương chứ? Đương nhiên, sao cậu lại nghĩ tớ sẽ làm khoai tây bị thương chứ? Thế thì bắt đầu ngay thôi. Các bạn ơi, hôm nay Sammy hư lắm luôn á. Nhưng tớ đâu có ý đâu, vô tình gây ra điều không may thôi mà. Chào mọi người. Thực ra Sammy đã quên đóng lồng của khoai tây nên cậu ấy bỏ trốn rồi. Nhưng giờ mình sẽ làm một cái bẫy chuột để đưa cậu ấy trở về, đúng không chứ? Đúng thế, đó là lý do mà tụi mình tạo ra nó mà. Mà này các bạn hãy cẩn thận khi dùng súng bắn keo nhé. Tốt nhất là nên nhờ người lớn giúp. Chứ, cái gì đây? Cảm ơn vì mang nó tới. Đây sẽ là các bức tường của cái bẫy. Chứ, cậu không thấy thiếu thiếu cái gì hả? Đúng rồi xem, sẽ có mấy cái thanh ở đây. Mang họ tới mấy cái xiên nhá. Tớ đi ngay đây. Cơ mà làm cái này lại làm tớ nhớ đến một cái bẫy khác tớ từng làm cùng xem đó. Nếu không biết video ấy thì các bạn hãy xem ngay và luôn đi nhá. Chứ, không có cái xiên que nào hết. Nè, tớ tìm thấy mấy cái này. Không sao, cái này cũng được đó. Còn đống que xiên ở ngay trên kệ đằng kia, tớ đặt chúng ở đó lúc làm món đồ trước ạ. Được, tớ sẽ mang chúng tới ngay. Chà chà, xem mang gì tới thế nhở? Đúng là thứ chúng ta cần luôn. Thật may là lần trước mình không vứt nó đi. Giờ thì chả cần khoan hay cất gì nữa. Cẩn thận. Nha. Đây, tất cả các chỗ xiên tớ tìm thấy được này. Giỏi quá à. Còn giờ thì cắt họ tớ mỗi que thành hai mảnh nhỏ nhé. Được thôi. Tuyệt vời Sammy. Lắp chúng vào ngay nào. Cho cái xiên vào đây. Bắp. Xem, nhìn nó xoay nè. Chứ, tớ đang khoai tây không thích xích đu nhiều đến mức sẽ tới đây ngay đâu. Sammy cậu hài ghê. Nó chỉ là một phần của cơ chế giúp đóng bẫy chuột lại thôi. Đúng thế thật. Tớ biết mà, tớ chỉ thử cậu thôi. Vâng ạ. Được rồi, thôi đừng phân tâm nữa. Chúng ta phải làm xong cái xích đu cho khoai tây mà. Chứ, bắt đâm chọc tôi nha. Đây, uốn dây thép đi nè. Thật may là có cậu giúp. Không thì tớ vẫn đang nghĩ nên dùng cái gì để uốn dây thép đây. Xong rồi. Đó là lý do tớ ở đây mà. Không thì cậu sẽ quên mất những thứ cậu muốn làm cho mà xem. Tớ hy vọng các bạn hiểu rằng tớ cố ý nói vậy cho xem vui. Xem rất là dễ thương khi giả vờ làm người lớn và cằn nhằn á. Hơi dĩ, không có vui đấy nha. Mà khoai tây sao rồi, tớ rất lo cho cậu ấy luôn á. Sẽ ổn thôi Sammy. Tất cả chúng ta phải làm xong cái bẫy này thật nhanh để có thể giúp cậu ấy về nhà càng sớm càng tốt. Và nhân tiện nếu các bạn đang lo lắng về việc mình bỏ lỡ những video mới thì hãy nhấn nút chuông ngay nha. Như thế thì bạn sẽ luôn biết được chuyện gì đang diễn ra trên kênh của chúng tớ. Chính xác. Và nếu các bạn vẫn chưa đăng ký kênh này thì làm ngay và luôn nào. Giờ thì tớ uống dây đi được chưa? Được chứ. Uống nè. Vậy thôi mà siêu làm chậm muốn chết luôn. Ê này bạn thân ơi, tớ vẫn đang ở đây nha. Chứ, khi nào mới làm xong tường vậy? Tớ mang que xiên tới rồi nè. Tụi mình sẽ làm gì với chúng vậy? Cậu sẽ biết ngay nè. Hay ho lắm phải không? Tuyệt vời. Nhưng hơi chậm á. Tăng tốc lên chút đi. Tớ đang cố hết sức để siêu nhanh á. Thế thì hãy để bé Sam nhanh nhất thế giới làm cho. Wow, nhanh quá vậy, tớ còn chả nhìn thấy cậu đâu nữa. Tớ di chuyển nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng đó, dĩ nhiên là cậu không thể nhìn thấy tớ rồi. Lạ thật đấy, mỗi khi mà nói tới chuyện dọn dẹp là cậu lại chậm chạp như ốc sên á. Tớ dồn hết năng lượng của mình để làm thủ công rồi còn gì. Nên cứ nhắc tới dọn dẹp là tớ mệt mỏi lắm luôn. Sam, Sam.
cậu lại đi đâu nữa rồi? Lúc nào cũng thế cả. Sam thì quậy phá khắp nơi, còn mình luôn là người giải quyết. Tôi quyết định chạy khắp nhà. Tôi hy vọng quay tay bắt đầu nhớ chúng ta và quay trở lại. Bình tĩnh nào Sam, chắc là cậu ấy đang bận làm mấy việc chuột chít rồi. Hoặc có lẽ cậu ấy tìm được bạn trai rồi. Tớ thậm chí còn không nghĩ đến chuyện đó. Hay là tụi mình khỏi tìm cậu ấy và để cậu ấy tự quay trở lại nhờ? Siêu, cậu nghĩ sao? Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tớ nghĩ rằng bé chuột sẽ không an toàn khi mà trốn lồng đi quá lâu như thế á. Được rồi, tớ đồng ý với cậu. Tớ giúp gì được hôm nay? Đợi tớ chút. Giờ tớ chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Siêu, đôi khi cậu khiến tớ nhớ đến chú ốc sen á. Cũng chậm chạp y chang. Nhưng tớ vẫn làm xong mọi thứ đúng giờ nha. Mà tớ cũng không quên đóng lồng thú cưng đâu nha. Siêu, tớ sẽ xin lỗi khoai tây về chuyện đó mà. Nhanh làm xong cái bẫy đi. Thì làm sắp xong rồi nè. Giờ chỉ cần... Oops, này là sao? Có chuyện gì thế? Sammy, tớ quên làm cửa mất tiêu rồi. Sao lại thế được? Được rồi, để tớ làm cho. Bé Slam nhanh nhất thế giới lại ra tay. Cứu thế giới khỏi thảm họa gì vậy Sammy? Khỏi phô mai khai huyền. Cậu nghĩ đóng bánh quy giòn của cậu có đủ với khoai tây không? Không, cậu không hiểu cậu ấy rồi. Cậu ấy sẽ ăn hết phô mai trong thị trấn, rồi sau đó là toàn thế giới. Xem thôi, ngừng đi. Không thì tôi chết thì cười mất. Tâm trạng tốt giúp cậu làm việc tốt hơn mà. Cảm ơn Sam, tinh thần chiến đấu của cậu có ý nghĩa lắm. Chúng mình đang nhanh làm xong cái bẫy đi. Tớ đang cố hết sức nè. Thế à, thế cậu đang dán cái gì á? Khoai tây khỏe lắm á, nên tụi mình phải dán thêm khung cho chắc nè. Và để lường trước câu hỏi cái gì thế này của cậu nữa. Ôi, dù khen tớ đi chứ. Sammy, bình tĩnh nào, hít thở sâu và chậm thôi. Được rồi, tớ nhịn đủ rồi, tớ sẽ đi đun ít trà cúc lá mã đây. Sớm các bẫy nhìn xám xịt với chẳng đẹp mắt thế nào. Tớ là một con chuột, tớ sẽ không bao giờ vào bên trong đó đâu. Cậu nói đúng, chúng ta nên sửa chữa ngay thôi. Trông đỡ hơn rồi nè, thật tuyệt vời. Quá tuyệt đấy chứ, tớ thích nó. Thế thì chúng ta có nên thử dùng không? Chắc chắn rồi, nhưng bằng cách nào? Dùng cục tẩy này xem. Nhưng cục tẩy cũng thường thôi, chúng ta phải chắc chắn cái bẫy có thể bắt được khoai tây bởi vì cậu nhanh lắm. Thế thì bé Slime nhanh nhất thế giới chắc phải kiểm tra cái bẫy phải không? Chấp luôn đó. Cậu là tốc độ, cậu là người chiến thắng, cậu chính là bé Slime nhanh nhất thế giới. Cậu ta là Sam. Sammy, cậu ổn chứ? Thật tăng tốc nhanh quá và không thể dừng lại. Xem dừng màn kiểm tra lại thôi. Tôi nghĩ khoai tây chậm hơn cậu nhiều á. Cũng được, hãy tin vào bản năng của cậu đi. Dọa cậu ấy. Đúng rồi, đến đây nở khoai tây. Đến đây. Sắp tới rồi kìa. Tuyệt vời. Được rồi. Xin lỗi khoai tây. Hooray, làm được rồi. Đúng thế, chào khoai tây. Cậu có đói không? Không sao đâu, chúng ta sẽ mang cậu về nhà ngay. Cậu có thể ăn và nghỉ ngơi xả láng ở đó nha. Xem, tớ còn chả được ăn cái gì hôm nay cả. Tụi mình đi ăn nhẹ luôn nhá. Xin lỗi chuyện mấy cái bánh quy giòn của cậu bị như thế. Đi ăn thôi nào, nhưng trước tiên chúng ta nên đưa khoai tây về nhà lại thôi. Tất nhiên, hãy nói lời tạm biệt với khán giả của chúng mình nhé. Tạm biệt mọi người, nếu các bạn thích video của chúng tớ thì hãy thả một lượt thích cho chúng tớ và nói cho bạn bè của các bạn về kênh này đấy. Và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ nếu các bạn vẫn chưa làm thế đấy nha. Tạm biệt.
Thank you.